những con dẹp, chuột và rán, chúng sống và lớn lên ngay trong nhà bạn, giữa các bức tường, trong nhà bếp, trong phòng ngủ và chạy xung quanh thức ăn. Con bạn và cả chó mèo, thật kinh khủng, nhưng bạn biết làm gì đây? Bạn phun xịt những hóa chất độc hại khắp nhà xung quanh thức ăn, con bạn và cả chó mèo nữa. Bạn chi trả thật nhiều tiền cho những người phun thuốc mà bạn không hề quen. Giờ đây đã có giải pháp triệt để cho tất cả những phiền toái đó. Công ty Best Buy xin giới thiệu sản phẩm diệt côn trùng gây hại có tính đột phá. Thiết bị được dựa trên công nghệ sử dụng các xung điện kỹ thuật số được truyền qua hệ thống dây điện trong tương nhà bạn. Nhờ đó các sung điện từ này tới được chỗ trú ngụ và sinh sản của lũ rán, chuột và cả nhện nữa. Các sung điện từ này làm cho các loài vật gây hại này rất khó chịu và sẽ bỏ đi mãi mãi. Hơn thế nữa, Pest Reject còn được trang bị công nghệ sóng siêu âm giúp xua đuổi cả ruồi mũi nữa đấy. Pest Reject là giải pháp dứt điểm giúp bạn loại bỏ hết cả chuột, rán, nhện, bọ cánh cứng, ruồi, muỗi và cả các loài vật côn trùng gây hại khác khỏi nhà bạn. Bạn chỉ cần cắm Pest Reject vào ổ điện và thế là xong. Hãy để Pest Reject bảo vệ nhà bạn, căn hộ của bạn hoặc thậm chí cả tòa nhà với diện tích lên tới 200 m vuông. Quá dễ dàng phải không nào? Chính vì vậy mà Pest Reject là thiết bị cực kỳ hiệu quả và rất được ưa chuộng trên thị trường, giúp bạn loại bỏ hết các loài vật gây hại này. Không hoạt động bằng pin tốn kém, Pet Reject hoạt động bằng điện năng có trong nhà bạn với hiệu quả liên tục 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm để bảo vệ bạn và người thân và không cần bảo trì.